Và một số người ái mộ họ là những người, có một số người họ rất là có bản năng về kỹ thuật cũng như là về 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 video, họ đã copy lại rất là rõ ràng và họ đã đưa trở lại lên internet. Vì thế bây giờ chúng ta có trên 10.000 video clip về những sự việc này. Vì thế ai mà chả khỏi được, nhất là những nhà lãnh đạo trên thế giới, họ có quá nhiều tiền của bá tánh đóng góp mà thật sự, hoặc là họ đã kêu bằng lường gạt bá tánh quá nhiều tiền, thì họ có đầy đủ phương tiện để họ theo dõi việc làm của chúng ta. Bây giờ lên internet bấm vô Chúa Trời hiện ra, hay là Last Warning from God, hay là Vatican File, hay là nhiều đề tài lắm, hay là Jesus appeared in the sky, rồi xe hay hoặc là Satan appeared in the sky. Thưa đồng bào, chúng ta có trên 10.000 video clip và tiếp tục sẽ nhiều video nữa về những sự việc này, thì ai chạy khỏi? Mà khi họ đã coi được video này, nhất là những nhà lãnh đạo trên thế giới nói riêng và nói chung cho tất cả đồng bào nhân loại, những ai coi được những video này mà chối bỏ lời mời gọi của Thượng Đế, thì những cái đó sẽ mất hồng ân của Thượng Đế, thì ráng chịu. Cái việc đó không phải là trọng trách nhiệm của thánh giống chúng cháu, bởi vì thánh giống chúng cháu đã làm và đang làm và sẽ tiếp tục làm cho đến khi mà cha trời thượng đế thượng năng nói thôi con được phép nghỉ ngơi, thì thánh giống nghỉ ngơi. Thưa đồng bào thân mến, rõ ràng hiện thực chứ không phải là cái chuyện mà, đây không phải là tranh người đời vẽ. Đồng bào biết những hình ảnh mà gốc á, thì thánh giống đã cầu chứng tại Hàn Lâm Viện Thế Giới ở tại Washington DC, US Congress. Còn đây là những hình thánh giống là màu đậm hơn để cho đồng bào nhận rõ diện chi tiết rõ ràng hơn. Trong lúc quay video thì phải cái hình phải rõ hơn thì mới nhìn thấy. Chứ nếu đồng bào ở ngoài coi, ở ngoài coi hình thật thì không có đậm như vậy, nhưng mà thấy rõ nét lắm. Thì thánh giống làm tất cả những gì mình có thể làm được để mà truyền đạt cũng như gửi đến đồng bào nhân loại một cách trung thực hơn. Thì I only do whatever I can, So, thưa đồng bào thân mến, thì nói đến đây thì mình trở lại cái vấn đề hồi nãy, tức là bây giờ những người lớn tuổi từ 50 trở lên đó, quý vị ơi, quý làm ơn nhập cuộc. Đừng để con em chúng ta, cũng như là tuần rồi tôi mời 7 người mà 6 người đến rồi. Chỉ có một người tại vì bận việc gia đình và sức khỏe thành ra đến không được. Đó, và rồi tất cả những người đó đều có một ý kiến như vậy. Thưa đồng bào thân mến, cái số người mà từ 50 cho đến 80, hay là mình nói gần thôi, từ 50 đến 60 đâu rồi? Chúng ta vẫn còn làm việc được. Tại sao chúng ta lại trốn chạy? Tại sao chúng ta trốn chạy? Quý vị nghĩ là đây là chuyện giả, chuyện đùa, nó phải, gì biết mà. Nếu mà chuyện đùa, chuyện giả, chuyện mà làm hình giả dối thì đồng bào biết rồi, cơ quan FBI, CIA, chính quyền Mỹ này, người ta có đầy đủ tất cả những phương tiện để điều tra hư thực. Và chính họ biết đây là sự thật. Và họ bảo vệ tôi rất kỹ càng. Có nhiều người nói ô thánh giống ổng làm việc cho CIA, cho FBI, cho chính quyền Mỹ. Ổng lãnh lương của Mỹ. Không có, thánh giống không có làm việc cho CIA, không có làm việc cho FBI, không làm việc cho chính quyền Mỹ, mà thánh giống là những người giúp họ để họ dễ làm việc hơn, bởi vì thánh giống làm việc cho Thượng Đế toàn năng, Thiên Chúa Giêsu. Thánh giống làm việc cho Cha Trời, Thượng Đế toàn năng, cho Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh. Đó là thiên lựa thiên thượng, đó là Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng, và đây là vị chỉ huy cao cả nhất của thánh giống, đó là Thiên Chúa Giêsu. Ngài trả lương cho thánh giống chứ. Mỹ nào trả lương cho thánh giống? Có. Và đương nhiên thánh giống được sự bảo vệ của chính quyền Mỹ rất kỹ 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 lắm, là bởi vì người ta họ quý trọng mình trong nghĩa đó. Bởi vì thánh giống đã giúp nước Mỹ
Tổng thống Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ cứu hàng ngàn binh sĩ Mỹ và cũng như cứu hàng chục ngàn binh sĩ Iraq. Thánh Gióng đã từng làm cố vấn undercover giúp Tổng thống Mỹ và giúp Bộ Quốc phòng Mỹ. Thánh Gióng đã từng giúp cứu hàng ngàn binh sĩ Mỹ, tức là cứu hàng ngàn binh sĩ Mỹ và hàng chục ngàn binh sĩ Iraq. Lúc mà George Bush con mà ra lệnh cho quân đội Mỹ vào Iraq, tuần lễ đầu tiên là Thánh Gióng đã giúp cứu hàng ngàn binh sĩ Mỹ, hàng ngàn binh sĩ Mỹ quốc Mỹ nè, và hàng chục ngàn binh sĩ Iraq. Và việc Thánh Gióng làm Thánh Gióng biết thôi. Và Thánh Gióng đã từng làm cái việc giúp chính quyền Mỹ dẹp cái đám mà Black Panther, old Black Panther đó, quậy phá lắm. Và nhiều việc Thánh Gióng đã làm. Thưa đồng bào, thưa mến, xác là xác người phàm, xác xác Thánh Gióng là gì? Xác giống là một vị y thiền sư Phật giáo, và cũng đã từng làm vua nhiều lần rồi, tức là những cái kiếp trước rồi. Và giờ đây là một y liền sư, tức là đàn anh của y thiền sư. Y liền sư tức là Phật càn khôn á là lớn hơn Phật sống. Phật sống là y thiền sư là đàn anh của thiền sư là đàn anh của thiền sĩ. Đó là xác của Thánh Gióng mượn để làm việc. Còn linh điển Thánh Gióng là gì? Là tướng nhà trời. Mà tướng nhà trời là đã được cha trời Thượng Đế Toàn Năng tác tạo trước khi Ngài tác tạo ra mặt trời. Thành ra tuổi tác mà linh điển của Thánh Gióng thì lớn lắm. Tôi không ngạc nhiên những cô em, những cậu em đến đây, tức là làm nghề sứ ngôn viên cho các đài phát thanh, đài truyền hình rồi đó, họ đến và họ đều đóng góp một ý kiến y chang như vậy. Mà tại sao không mời những người lớn tuổi để làm việc này trước, làm gương? Bởi nó giống nhục, thấy tuổi trong lòng nhục, rồi chết mồ tổ rồi. Mấy em này nhắc nhở một câu hay quá, đúng quá. Bây giờ là mình thấy cái tóc lớn của mình quê mà sệ luôn nha. Mình thấy mình cũng đấu tranh, tóc lớn mình cũng đấu tranh này kia, rồi quan hô đã đảo rồi, cũng này kia, rồi cả lột mặt nạ cộng sản này kia, làm gì chuyện hay lắm. Không, chúng ta phải xác nhận điều đó, linh động lắm. Nhưng mà chúng ta đã và đang làm bằng một cái tầm nhìn và bởi một sự hiểu biết và nhận xét của thế giới nhân loại thì chỉ đến đó thôi chứ không hơn được. Có tầng, có giới, có khoa, có nhân loại, có súc sinh thì phải có thiên loại chứ. Thì chúng ta hãy làm việc thiên loại chút đi, thử làm chút xíu thôi để coi kết quả làm sao. Nhập cuộc đồng hành cùng Thánh Gióng, hỡi anh chị, quý bác, quý chú, tuổi từ 50 trở lên, mình nhập cuộc đi, mình làm việc thiên loại chút xíu đi. Tại vì Thượng Đế đã ban cho rồi, chúng ta chỉ có nhấc tay nhẹ thôi, không cần phải làm nhiều. Đóng góp ý kiến. Khi mà mời có mặt ở đây thì nên có mặt ở đây, cần có mặt ở đây. Và điều tiên quyết là gì? Ghi nốt xuống, gửi đến đây. Ý kiến gì? Kèm theo $50, $20, $100. Đóng, tức là cho một năm để phụ giúp ngân sách Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại làm việc. Thì tôi bảo đảm công báo, chúng ta sẽ chỉ cần một năm thôi, nhiều lắm là 3 năm là chúng ta giải quyết vấn đề, vấn nạn của đất nước và dân tộc chúng ta khỏi bọn hung dữ ác độc đã gây ra quá nhiều đau khổ cho dân tộc và đất nước chúng ta qua nhiều chế độ bon chen chụp giật một khốc khác nhau. Nhất là chế độ nào? Chế độ cộng sản hung dữ ác độc, và đương nhiên chế độ Tàu Cộng, Trung Cộng vô cùng ác độc, kinh hoàng, mất dạy và khốn kiếp chúng đã hành xử đối với dân tộc và đất nước chúng ta, quá là gian ác và tàn nhẫn,
nói riêng và đối với nhân loại nói chung, và đau khổ nhất là đối với ngay cả chính dân tộc của chúng nó. Đó là những thằng em mất dạy, ham ăn, ham uống, ham cộm, ham ăn, ham uống, ham cộm, sọc dừa, sọ lá. Ngay cả dân tộc của nó giết không nương tay mà. Chúng nó đã giết hàng tỷ thai nhi phụ nữ từ cổ chí kim đến bây giờ ở tại đất nước, và người dân của chúng nó đã bị giết bởi vì chính sách hống hách của chúng nó. Đàn ông của chúng nó hở hở là chúng nó muốn ngang hàng với ông trời không, với hơn ông trời không mà, bởi vì chúng nó hành xử theo sự chỉ đạo của quỷ sa tăng, và chúng nó sẽ bị nhốt với quỷ sa tăng. Nhưng mà trong số những người đó, đa số là những người dân hiền đàng hoàng, làm việc lao động cực nhọc lắm, họ cần được cứu rỗi. Vì thế chúng ta hãy thông báo những tin mừng phép lạ này đến cho dân tộc họ để họ được sám hối, và đương nhiên thông báo cho những kẻ ác luôn để chi, để họ được cứu rỗi giống như đó. Vâng, đó là lực lệnh của thượng đế đó. Và thưa đồng bào thân mến, thì thế thì chúng ta những ai đã chưa làm một phần của mình, làm ơn, làm ơn ghi một cái check hả, khỏi phải gửi nhiều lần, riêng trăm đồng, nói đây tôi đóng góp gia đình tôi 100 đồng phụ hội đồng cứu nguy Việt Nam và nhân loại làm việc, và xin đồng thánh giống làm ơn gửi cho chúng tôi một CD nhạc tĩnh tâm mà bà đã và đang nghe, tức là đã nghe từ bây giờ, rồi gửi cho tôi hình ảnh nào đó, hình Chúa Giêsu, hình ông bà tổ tiên chúng ta, ông rồng bà phụng, hay là hình chiến sĩ hiện ra, hay là hình sư tử nhà Chúa màu hồng, hay là hình sư tử phía sau lưng tôi nè, sư tử mà tiêu diệt quỷ sa tăng, mà kia tiêu diệt cá, tôi gửi, chúng tôi gửi đến đi để làm chi, để chúng tôi có phương tiện để làm việc thế cho quý vị, chứ đâu cần phải kiểu gì ra đối diện với kẻ thù cũng có. Quý vị đang đối diện một cái sự trách nhiệm quan trọng nhất bây giờ là phụ giúp chúng tôi làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước chúng ta, và phụ giúp chúng tôi làm việc cứu nguy nhân loại bằng cách là phụ giúp ngân sách để làm việc, cũng như đóng góp ý kiến